báo, đừng bao giờ mua dàn cà ra ok nếu như chưa xem hết video này. Em đã lắp hàng vạn bộ karaoke, có những người thì mua bộ dàn karaoke đúng không ạ? Nghe thì rất hay, hát rất hay, rất hài lòng, cả những cả nhà đều hát rất hay. Cái chỉ vì một cái ông hàng xóm ông sang, ông thấy mình mua một dàn karaoke đúng không? Cái sở thích của ông là hàng bãi chẳng hạn. Nhà ông toàn đồ bãi, từ trước nay thì thương hàng bãi thôi, thì ông sùng hàng bãi, tôn thờ hàng bãi. Người ta sang người ta chỉ cần bơm đẻo một câu thôi. Sao mày ngu thế hả? Tự nhiên là thái độ của mình nó bị buồn hẳn đi đúng không nhỉ? What the hell? Có người thì người ta vững vàng tâm lý thì họ sẽ bảo là à đấy là việc của ông thích chơi thì ông chơi, còn tôi thì tôi thế này là hài lòng với tôi là được rồi. Đấy là cái lời vững vàng tâm lý. Còn có những người nhá, là thế hàng xóm họ chê một câu phát là tự nhiên mình bị thay đổi ý, mình quay mắt 180 độ, tự nhiên mình cảm giác là cái loa đấy nó vẫn như vậy nhá. Hôm trước mình nghe là hay nhưng hôm sau mình không còn nghe hay nữa, đúng là do là cái tâm lý của mình nó đang bị sao động. Lúc đấy mình đang mua hàng theo kiểu như là bị chi phối bởi cái hàng xóm ấy, đứng kiểu đeo cày giữa đường. Và đâu quan điểm của em là như này, em phục vụ cho các bác là người trực tiếp sử dụng, các bác thấy hay thấy hài lòng như thế là vui rồi đúng không ạ? Em đi lắp đặt cũng thế, khi mà các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán hát hò các thứ thoải mái, thấy vui thấy hay thấy hài lòng thì thấy thanh toán cơ mà đúng không nhỉ? Được của nó đấy. Cho các bác là chúng em đã phục vụ hết mình hết lòng, căn chỉnh mọi thứ dây dắt các thứ, có nghĩa là rất là chỉnh chu. Và chính vì thế là em đi lắp đặt những một dàn như vậy thì cũng chưa có một ai chê cả.